Đây đây. Thì sau khi em nhổ lên và em tách những cái cây kia ra ấy, thì bây giờ em phát hiện ra là cái củ này nó thúi rất là nhiều nha anh chị. Đó anh chị để ý đây, nó thúi cực kỳ nhiều luôn. Đó anh chị đây, nó thúi từ trong ra ngoài rồi. Bây giờ em sẽ cắt những cái khoanh này này. Những cái khoanh này em cắt làm sao mà để cho nó dính vào những cái này, dính vào những cái này để em ươm tiếp để cho cái này nó đâm thành cây lên nhá. Rồi trước tiên thì em sẽ đi em vệ sinh cho nó sạch cái này đã, để mình nhìn mình biết đường mình cắt nhá. Đây này thì anh chị có thể dễ nhìn hơn đúng không ạ, rất là nhiều chồi nhá. Đáng lẽ những cái chồi này nó đâm lên hết cây con rồi mà cuối cùng là nó bị thúi đấy, nó bị cái con gì nó ăn mất đấy. Cuối cùng là nó như vậy này. Đó, rất là nhiều lỗ nha anh chị, những cái lỗ này này, đó là cái con côn trùng nó ăn xong nó chui qua chui lại trong này này. Đó, bây giờ em sẽ cắt cho chị theo dõi nhá. Rồi em sẽ cắt cái này trước. Đấy, đây này. Cực kỳ là nguy hiểm nha anh chị. Đó, mình cắt gọn gàng lại nha. Rồi. Cái này thì đảm bảo là 100% là trong này nó sẽ không có cái con gì mà nó chui trong này mà mình không nhìn thấy được nữa. Đó anh chị ạ, không cần đảm bảo là không có cái con gì nó chui trong này mà mình không nhìn được, không biết được nữa nha. Một rễ này thì em sẽ trồng như này luôn. Vệ sinh như này cũng tương đối sạch rồi đấy. Em sẽ trồng để cho nó lên cái cây này này. Và một số cái mắt ở xung quanh này nó sẽ đẩy cây con tiếp nhé. Một số cái mắt nó sẽ đẩy tiếp. Bỏ ra đi. Ở đây em còn một cây này nữa này. Thì em sẽ cắt cái khoanh làm sao để cho cái cây này nó dính vào cái khoanh này. Đây đây anh chị ơi, đây. Đây chính là cái đây chính là cái nguyên nhân đây. Đây đây. Đó. Đó chính là cái nguyên nhân đây này, con sâu này. Con sâu đây anh chị này. Đó, bây giờ mình bắt được con sâu như vậy rồi này. Mình giết nó đi. Rồi bắt đầu mình xử lý lại cái này nhá. Nói chung là bị đi đâu thì mình xử lý đến đó, không có cái vấn đề gì đâu anh chị nhá. Rồi, tiếp tục cắt này. Nó ăn như này chị này, nó ăn như một cái mê cung ấy. Cái này tí nữa em sẽ lấy nước ra vệ sinh nữa, vệ sinh sạch cái này nữa. Còn cái này hiện tại bây giờ em cắt xong em cứ để ra ngoài một chỗ đấy nhá. Rồi ở đây còn khoanh nữa này, mà còn cái chỗ này nó còn nhiều này này, em sẽ cắt tiếp để em coi xem bên trong này nó còn con gì không nhá. Tiện thể em cắt em nhân giống luôn cho anh chị cùng theo dõi nhá. Đây thì đây nó chỉ là có những cái lỗ bình thường thôi chứ không còn gì nữa đâu. Đó, cái này em sẽ để nhân giống để cho nó lên cây này. Cái quá trình nhân giống này thì nó sẽ đâm chồi nó lên cây trong vòng vài tuần tới thôi chứ không có lâu đâu. Bắn rễ là nó sẽ lên cây thôi. Rồi em sẽ bỏ ra ngoài em tiếp tục. Ở đây em còn một cái phần này này thì em sẽ bổ làm đôi nhé, coi cái chỗ trong này có cái gì nhá, có hai lỗ này. Rồi ok, hoàn toàn là trong này là hết cái con sâu rồi nha anh chị. Hết rồi. Em sẽ đi vệ sinh sạch cái này xong em ươm nó xuống thôi. Thì cái ươm cái này thì em sẽ ươm sử dụng trên cái đá perlite nha. Đấy, em cắt được mấy khoanh này. Em sẽ ươm giống cái cây này, em sẽ ươm trên cái đá perlite 100% này. Để ẩm. Em sẽ lấy cái bịch em chụp lại. Em chụp lại ở trong cái bịch này nhá. Em ươm cái này trên đá rồi em chụp lại. Đây, đá thì đá như này. Đây là cái cây mà em cũng cây Dubia bữa trước em cũng ươm bằng cái đá bơlai này. Thì bây giờ một số cái chồi đã lên rồi anh chị này. Đó, cái chồi này. Họ đâm chồi lên rồi. Nó lên chồi gần gần hết rồi anh chị ạ.
mai mốt nó trồi nó dài dài em sẽ quay cái clip của cái này sau. Hiện tại bây giờ em sẽ đi xử lý cái này trước. Còn ba cái cây này thì em mang đi em trồng này, vệ sinh cái gốc này xong em đi em trồng luôn. Trong cái giá thể này thì em sẽ mang đi em phơi nhé, phơi khô, phơi gặp nắng to để có con gì ở trong này nó sẽ chết hết nhé. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.